cũng là chữ kết nối của em cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý cô chú chị và các bạn xem được những hình ảnh pháo hoa đẹp tại hội Lim Bắc Ninh thì hãy tặng em một like ạ và đăng ký kênh ủng hộ em. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
Rồi, mình cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt. Những hình ảnh rất tuyệt vời tại hội Nim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.